Hello, đây là Kenny. Ngày hôm nay rất là vui để giúp anh Anthony hoàn tất bán xong cái căn nhà. Em muốn hỏi anh cái kinh nghiệm anh làm việc với Kennedy, anh cảm thấy như thế nào mà hôm nay anh có vui không? Thì thật sự rất là vui, rất là cảm ơn Kennedy. Cái nhà không ngờ là bán nhanh như vậy, mới để lên có chưa đầy 5 ngày là đã có người offer rồi. Thành ra thật tưởng là còn lâu lắm, thành ra tự mình còn có nhiều thời gian, nhưng mà thật ra nhanh quá. Rất là cảm ơn Kennedy mà lại bán trên cái giá mà mình muốn, trên 10.000. Thành ra cũng rất là cảm ơn cái chị đó, Mà anh chỉ có hài lòng, có vui vẻ. rất là vui vẻ. Nhất là Kennedy đã tận tình tới trồng bông rồi trang trí nhà cửa, ai tới những cái khách tới người nào cũng hài lòng hết, rồi lại còn giúp đỡ mướn để mà mua pin. Thành ra rất là hài lòng, rất là cảm ơn Kennedy. Em cũng rất là vui khi mà anh hài lòng với việc làm của em. Và nếu mà cái người nào đó mà hỏi anh về recommendation và cái Thì người sẽ muốn bán hai nhà, lời recommend vậy lý do tại sao anh lại highly recommend cái đến mọi người? mình làm việc với Candy mình rất là thích. Candy rất là vui vẻ, rất là tận tâm, làm việc đâu đó rất là professional, rất là chu đáo, thành ra mình hoàn toàn là hài lòng. Cảm ơn Candy. Em thank you anh Anthony. Thì em biết là anh chị qua một căn nhà brand new mới, thì em muốn chúc anh chị bên đó là lúc nào cũng có niềm vui, lúc nào cũng có nhiều việc may mắn đến với anh. Công việc thì lúc nào cũng tốt đẹp, bên con cái thì lúc nào cũng có niềm vui. Cảm Dạ, ơn anh cảm rất ơn nhiều. Kennedy. Chúc Kennedy có nhiều sức khỏe là để mà tiếp tục phục vụ đồng bào. Thank you anh Anthony.